đề trong hình ảnh của Chúa, làm sáng tỏ bí ẩn tại sao những loài động vật tốt và nguy hiểm lại tồn tại trong sự sáng tạo của Ngài. Bài giảng: Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, hôm nay chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu khi đi sâu vào bí ẩn sâu sắc về lý do tại sao Thiên Chúa, với trí tuệ vô hạn của Ngài, lại tạo ra cả những loài động vật tốt lẫn động vật nguy hiểm theo hình ảnh thiêng liêng của Ngài. Là người Công giáo, chúng ta được kêu gọi tìm kiếm sự thật trong mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả những điều kỳ diệu của tạo hóa xung quanh chúng ta. Từ góc độ khoa học, sự tồn tại của các loài động vật đa dạng, vừa hiền lành vừa dữ tợn, nói lên sự cân bằng và hài hòa phức tạp trong các hệ sinh thái. Mỗi sinh vật đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì mạng lưới sự sống mỏng manh, phản ánh sự thiết kế tỉ mỉ và sự quan phòng của đấng tạo hóa. Theo Kinh Thánh, chúng ta tìm thấy bằng chứng về ý định của Chúa đằng sau việc tạo ra các loài động vật trong sáng thế ký, nơi Ngài ra lệnh cho Adam đặt tên cho tất cả các loài động vật, sáng thế ký 2:19-20. Hành động đặt tên này biểu thị quyền quản lý của Adam đối với tạo vật, được Chúa giao phó để chăm sóc và nuôi dưỡng các tạo vật của Ngài. Hơn nữa, các thánh vịnh chứa đầy những lời ca ngợi công trình sáng tạo của Thiên Chúa, ca ngợi vẻ đẹp và sự đa dạng của công trình tay Ngài, Thi Thiên 104:24-25. Về mặt triết học, chúng ta có thể suy ngẫm ý nghĩa sâu xa hơn đằng sau sự cùng tồn tại của động vật tốt và động vật nguy hiểm. Giống như Chúa ban cho chúng ta quyền tự do ý chí, Ngài cũng trao quyền tự chủ cho các tạo vật của Ngài. Trong sự đa dạng của chúng, chúng ta thấy sự phản ánh bản chất đa diện của Chúa và khả năng sáng tạo vô biên của Ngài. Hơn nữa, sự tồn tại của mối nguy hiểm trong thế giới tự nhiên nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của cuộc sống và sự cần thiết của sự khiêm tốn trong tương tác với tạo vật. Khi suy ngẫm về những sự thật này, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng, Chúa Thánh Thần, Thánh Jesus, Mẹ Maria và Chúa Giêsu Kitô. Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con tạ ơn Cha vì món quà tạo dựng bày tỏ vinh quang và uy nghi của Cha. Hãy ban cho chúng tôi sự khôn ngoan để quản lý sự sáng tạo của Bạn bằng sự tôn kính và tình yêu. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hướng dẫn chúng con trong việc tìm kiếm sự hiểu biết và truyền cảm hứng cho chúng con chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu trong công trình tay Chúa. Thánh Jesus, đấng bảo trợ cho những người lao động và người bảo vệ thánh gia, cầu bầu cho chúng ta khi chúng ta cố gắng hoàn thành vai trò quản lý công trình sáng tạo. Lạy Mẹ Maria, nữ vương thiên đàng, dạy chúng con biết trân trọng và bảo vệ mọi sinh vật như quà tặng quý giá của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là một tử nhân lành đã hy sinh mạng sống vì đàn chiên của mình. Cầu mong chúng con noi gương Ngài về tình yêu và lòng trắc ẩn đối với mọi sinh vật, nhận ra giá trị nội tại của chúng trong mắt Ngài. Nhân danh thánh của Bạn, chúng tôi cầu nguyện. Amen.
title, In God's Image, Unraveling the Mystery of Why Good and Dangerous Animals Exist in His Creation. Sermon. Dear brothers and sisters in Christ, today, let us embark on a journey of understanding as we delve into the profound mystery of why God, in His infinite wisdom, created both good and dangerous animals in His divine image. As Catholics, we are called to seek truth in all aspects of life, including the wonders of creation that surround us. From a scientific perspective, the existence of diverse animal species, both gentle and formidable, speaks to the intricate balance and harmony within ecosystems. Each creature plays a vital role in maintaining the delicate web of life, reflecting the Creator's meticulous design and providence. Biblically, we find evidence of God's intention behind the creation of animals in Genesis, where He commands Adam to name all the animals, Genesis 2 verses 19 to 20. This act of naming signifies Adam's stewardship over creation, entrusted by God to care for and nurture His creatures. Furthermore, the Psalms are filled with praises for God's creation, celebrating the beauty and diversity of His handiwork, Psalm 104 verses 24 to 25. Philosophically, we can contemplate the deeper meaning behind the coexistence of good and dangerous animals. Just as God endowed us with free will, He also granted autonomy to His creatures. In their diversity, we see reflections of God's multifaceted nature and His boundless creativity. Moreover, the existence of danger in the natural world reminds us of the fragility of life and the need for humility in our interactions with creation. As we reflect on these truths, let us offer a prayer to our Heavenly Father, the Holy Spirit, Saint Joseph, Mother Mary, and our Lord Jesus Christ. Heavenly Father, we thank You for the gift of creation, which reveals Your glory and majesty. Grant us the wisdom to steward Your creation with reverence and love. Holy Spirit, guide us in our quest for understanding and inspire us to marvel at the wonders of Your handiwork. Saint Joseph, patron of workers and guardians of the Holy Family, intercede for us as we start to fulfill our role as stewards of creation. Mother Mary, Queen of Heaven, teach us to cherish and protect all living beings as precious gifts from God. Lord Jesus Christ, You are the Good Shepherd who laid down His life for His flock. May we follow Your example of love and compassion towards all creatures, recognizing their intrinsic value in Your eyes. In Your holy name, we pray. Amen.
thấy đau.